Chương trình Ước mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu: hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báovietthai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562-713-2353. Thiên Hương xin kính chào quý vị, mời quý vị trở lại với chương trình Ước mơ Việt, bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Kính thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã giới thiệu, làm quen với nhau qua một cái chương trình học tiếng Việt để mà giới thiệu cho các em tập hát, đọc sách và qua đó các em sẽ biết đọc và hiểu được tiếng Việt. Thưa quý vị, hôm nay thì Thiên Hương muốn giới thiệu một cách cặn kẽ hơn để quý vị biết là chúng ta sẽ tập hát với con em của mình như thế nào. Bố mẹ, ông bà ở nhà có thể tập cho con cháu của mình hát. Các quý vị, huynh trưởng của hướng đạo, của gia đình thiếu nhi thánh thể hay là gia đình Phật tử, quý vị có những cơ hội để mà sinh hoạt với các em nhỏ thì xin quý vị hãy tiếp tay với chúng tôi hướng dẫn cho các em hát và dạy cho các em học tiếng Việt qua chương trình Ước mơ Việt này. Thưa quý vị, bài hát mà chúng ta giới thiệu trong cái đợt đầu tiên, trong cái chương trình đầu tiên, chính là bài hát chủ đề của Ước mơ Việt. Đó là bài hát mang tên Ước mơ Việt, thơ của Cao Nguyên, được Đình Đại phổ nhạc và đã được biến thành một cái karaoke bởi một cô em rất là dễ thương của Thiên Hương. Và Thiên Hương đã gặp được cô ở trong cái kỳ tu nghiệp sư phạm mùa hè năm rồi, đó là Mai Thảo từ Na Uy. Thì từ Na Uy, Mai Thảo đã đóng góp cho chương trình này qua cái karaoke của cô. Thì khi mà mình bật cái này lên á, thì quý vị sẽ nghe những tiếng hát. Tiếng hát này là tiếng hát chính của các em nhỏ hát. Thành ra hy vọng là các em nhỏ nghe các em nhỏ hát thì các em sẽ thấy gần gũi hơn. Và các em cũng sẽ thấy là không khó khăn gì cả. Nếu mà các bạn của mình hát được thì mình cũng sẽ hát được thôi. Và khi mà các em nhìn chữ, các em nghe nhạc, các em hát, thì xin các quý vị phụ huynh, bây giờ không biết là quý vị có đồng ý với Thiên Hương hay không, nhưng mà chính bây giờ rất là nhiều quý vị phụ huynh cũng chính là những người sanh ra và lớn lên ở Mỹ. Bởi vì chúng ta ở Mỹ đã 45 năm rồi. Có nhiều người đi từ năm 75 tới bây giờ. Thành ra một người 30 mấy, 40 mấy tuổi đã là phụ huynh của những cái em thiếu niên bây giờ rồi. Thành ra chính cha mẹ có khi cũng chính là những người đã lỡ quên tiếng Việt rồi. Nhưng mà không muộn đâu quý vị ơi. Quý vị cũng vẫn có thể dùng cái phương pháp này để cùng học với con mình, cha mẹ con cái, cùng ngồi tập hát với nhau, học với nhau. Nếu gặp một cái chữ mà mình lỡ, mình không hiểu thì mình tra từ điển rồi mình giải thích cho con của mình. Và chúng ta cùng nghe, chúng ta cùng hát, cùng sửa đổi, sửa sai lẫn nhau để mà cả gia đình cùng học. Thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ là Thiên Hương muốn mời quý vị xem cái karaoke này để chúng ta thử cùng tập hát với nhau xem sao. Khi mà Thiên Hương bật lên thì quý vị nghe qua một lần, xong rồi cái đoạn thứ nhì sau cái nhạc dạo thì quý vị có thể hát theo để xem nó dễ như thế nào quý vị nhé. Ước mơ Việt, ước mơ
vào cuộc hành trình. Rồi hồng nhân ơi, khả miên quê hương, ước mơ em ước mơ, vì lẽ sống, vì yêu thương, nối vòng tay ấm, cùng nhau thực hiện ước mơ. Đó, quý vị thấy không? Hát rất là vui, hát rất là dễ. Và khi mà hát thì mình phát âm tiếng Việt rất chuẩn. Sắc huyền hỏi ngã, nhờ những khi mà cái người nhạc sĩ người ta phổ nhạc, người ta đã chọn những cái nốt nhạc rất là thích hợp để mà cho cái chữ ra vào, cho nó nghe, nó ra đúng chữ. Thành ra chúng ta cứ hát. Hát xong là tự động mình sẽ phát âm rất là chuẩn những cái chữ đó. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta chỉ mong con em của chúng ta nghe quen và hát lại được, phát âm lại được. Cái bước thứ nhì là chúng ta muốn các em hiểu các em hát cái gì. Thì đây là lúc mà chúng tôi nhờ quý vị phụ huynh, quý vị ông bà, quý vị huynh trưởng hướng dẫn các em. Chúng ta sẽ như là Thiên Hương hướng dẫn các em, thì chỉ cần khi sau khi mình hát xong một câu thì mình sẽ hỏi các em có hiểu câu đó là gì không? Rồi trong mỗi một cái câu như vậy, mình chọn ra một hai chữ, mình giải thích cho các em hiểu ý nghĩa của những chữ đó. Chúng ta không đòi hỏi nhiều quý vị ơi, chúng ta chỉ mong con em của mình hiểu và chịu học là tốt rồi. Không cần phải thật giỏi, không cần phải xuất sắc, các em có ngọng nghịu một tí cũng không sao, miễn sao các em hiểu được ý nghĩa chung của cái bài hát, và trong một cái bài hát đó các em lấy ra được một số ngữ vựng là chúng ta vui rồi. Có còn hơn không? Chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng và từ từ khi các em làm quen, các em sẽ học được nhanh hơn, được nhiều hơn. Đó là vấn đề bài hát. Sau khi quý vị thấy các em hát xong rồi thì quý vị làm gì? Quý vị lấy cái phone của mình ra cho con của mình hát và quý vị quay phim các em hát. Đó, thì trong cái phim đó các em chỉ cần giới thiệu là con tên gì, con bao nhiêu tuổi, sau đây con sẽ hát bài Ước Mơ Việt. Và quý vị quay các em hát. Sau khi các em hát xong thì các em sẽ nói là sau khi con học bài hát này thì con đã học được những cái chữ này. Và tùy theo lứa tuổi, các em từ 7 tới 10 tuổi
thì chỉ cần 5 chữ từ bài hát này thôi. Các em từ 11 tới 13 thì chỉ cần 7 chữ. Các em từ 14 tới 17 thì chỉ cần 10 chữ. Cái đó là Thiên Hương muốn nói tới cái yêu cầu tối thiểu để các em có thể tham gia cuộc thi Ước Mơ Việt. Sau khi các em hát xong, quý vị thu hình các em xong, thì quý vị gửi tới cho ban tổ chức qua cái wetransfer.com. wetransfer.com. Quý vị download cái video file của quý vị từ cái điện thoại và quý vị gửi tới cái địa chỉ email là ctuocmoviet@gmail.com là các em đã xong được một bước rồi. Thưa quý vị, Thiên Hương xin tạm ngừng ở đây. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chương trình Ước Mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu. Hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báoviettai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước Mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562 713 2353.